Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các ban ngành đều khẳng định việc phân luồng cấm xe ô tô khách, xe tải trọng lớn vào cao tốc Cam lộ La Sơn gây nhiều bất cập, đưa áp lực từ cao tốc xuống quốc lộ 1. Trong lúc trung tâm của tỉnh Quảng Trị là thành phố Đông Hà, chưa có đường tránh, dân cư đông, mật độ đường giao thông giao cắt với quốc lộ là rất lớn, nên việc cấm xe ở cao tốc là đẩy rủi ro về quốc lộ 1. Thống kê cho thấy, từ ngày 4 tháng 4 cho đến nay, đã có 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó có 2 vụ liên quan đến xe container, làm 1 người chết và 3 người bị thương. Trước các ý kiến của tỉnh Quảng Trị, Cục Đường Bộ cho rằng, cao tốc Cam lộ La Sơn là phân kỳ đầu tư và giải pháp phân luồng không phải là vĩnh viễn. Do đó, giải pháp về lâu dài, căn cơ vẫn là đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm thực hiện giai đoạn 2 theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe vào khoảng cuối năm 2025. Trước mắt, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân và phổ biến pháp luật, tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Thì vừa rồi thì nói tóm lại là cũng giảm rất nhiều các cái tổng hợp các giải pháp. Thế còn cuối cùng thì bắt đầu mới đến cái phân luồng, chứ không phải là cái phân luồng tính đầu tiên đâu. Cái phân luồng là tính sau cùng. Đấy, còn lại những các giải pháp về căn cơ là những giải pháp về kết cấu thì chúng ta đã làm trước, làm xong rồi. Thì giờ mới đến cái phân luồng là cái cuối cùng để chúng ta làm đồng bộ thì nó phát huy được cái hiệu quả. Theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng thì báo cáo Chính phủ báo cáo Quốc hội sẽ theo hướng là sẽ đầu tư cao tốc hoàn chỉnh theo đúng quy chuẩn mới là tối thiểu là 4 làn xe và có 2 làn là dừng chờ khẩn cấp. Như vậy là chúng ta nếu mà không có gì thay đổi mà được thông qua trong kỳ họp Quốc hội tới này thì Bộ trưởng chỉ đạo là 2025, cuối 2025 thì sẽ hoàn thành. Đấy, quyết liệt như vậy. Đấy, cái tinh thần là quyết liệt như vậy. Sau khi nghe các ý kiến của Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị tư vấn, đồng chí Hà Sĩ Đồng khẳng định tất cả các giải pháp, phương án của các ban ngành từ địa phương đến quốc gia đều có một điểm chung là mong muốn không có những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra cho người dân. Tỉnh Quảng Trị ghi nhận các ý kiến và sự quan tâm của Cục Đường bộ Việt Nam đối với những vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam trong thực hiện các phần việc, nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc. Đề nghị Cục là các anh cũng tiếp tục quan tâm để kiên trì, cũng với Bộ là các anh kiến nghị để cho bố trí vốn và cho thi công sớm. Nếu được cuối năm 25 mà hoàn thành đưa vào vận hành sử dụng thì quá tốt. Về phía địa phương thì chúng tôi cũng phải cam kết là phối hợp chặt chẽ về cái công tác giải phóng mặt bằng, cũng như đoàn đại biểu Quốc hội chúng tôi cũng phải có ý kiến với Chính phủ, với Quốc hội để ủng hộ cái chủ trương này của ngành giao thông vận tải trong cái thời gian đến. Còn bây giờ cái vấn đề những cái cơ sở để mà phân luồng về cơ sở khoa học chúng tôi hoàn toàn đồng tình. Tuy nhiên về cái cơ sở thực tế, về cái tính đặc thù của tỉnh Quảng Trị thì đề nghị các ông chí cũng tiếp thu các cái ý kiến. Chúng ta vừa đầu tư hoàn thiện một số cái hạng mục như anh Cương lúc nãy nói đấy, tôi không nhắc lại nữa. Thì đề nghị các anh là có ý kiến rồi thì các anh nên làm sớm để cho người dân yên tâm, người tham gia giao thông họ tin tưởng vào cái sự quyết tâm của cục, của Bộ. Với trách nhiệm của đại biểu dân cử, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị sẽ có những ý kiến tại kỳ họp sắp tới về thực tiễn đặt ra và đề nghị Chính phủ, Quốc hội quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư 4 làn xe cao tốc đoạn Cam lộ La Sơn để giảm tải phân luồng cho quốc lộ 1A.